Rồi, tiếp tục các bạn mọi người cùng xem nha. Hôm nay mình quay DC60 của chấm ST các bạn. Chỗ gắn sập các bạn. Và chuẩn bị mình đứng chỗ mấy cái đất này các bạn, mình có thể mình cắt đường mương. Mình sẽ mình dễ quay các bạn cho các bạn mọi người cùng xem nha. Trời chuyển mưa rồi các bạn, bữa nay mình không có nắng, độ cảm giác có mình nhìn thấy không các bạn, cục mây đen quá trời các bạn, mình thấy như có mây, mây thấy chưa, mình thấy mây các bạn, quá trời mây đang chuyển các bạn. Hôm nay mình quay chiếc 60 tranh thủ cắt lúa vụ mưa các bạn, cắt lúa vụ mùa mưa cho các bạn mọi người cùng xem nha. DC60 đời đầu 2015 mới mua rồi các bạn. Cho nên trời mưa không dài cho nên mình đất hơi bị ướt, đất cái đầu hơi mềm, cho các bạn mọi người cùng xem nha. Các bạn nhìn thấy chưa, 60 đời đầu 2015 mới mua rồi các bạn, tự lên thiết kế nhà cho các bạn mọi người cùng xem nha. À còn dưới 70 mà đám này các bạn, cắt của anh Việt luôn các bạn. Rồi đây, cắt một bụng chuẩn bị. Bữa nay là xích này bài ngang 5 tấc 75, chiều dài 54 gai, cho nên mấy cái đầu hơi bị lúng, cho các bạn mọi người cùng xem nha. 2015 hầm như thái 60 đời đầu còn nguyên thủy các bạn, nè chưa hạ lên tum các bạn, còn dưới 70, còn đây là như là đang cắt thả giạc các bạn, ông 70 nó phượt mà nha. Còn đây bữa nay còn một ruộng đã hết rồi, thank you.
quất mà vẫn còn máy xong các bạn. Hay còn dưới thang 70 các bạn, đang cắt các bạn. C60 đời 2015 mới mua rồi các bạn. Còn ở dưới 70 các bạn. Mày thấy chưa? Các bạn nhìn thấy á, đi xe 70 các bạn. Wow, 70 nó phượt các bạn. Một cặp hai máy các bạn. Còn 70 bút một tường các bạn. Rồi đã xong. À, hình như còn mấy này. Cái một bút một tường các bạn. Quá ông 70 nó vượt các bạn, mình thấy như à, mình thấy thằng Sim mua nó về rồi 2015 hết các bạn. Còn đây 60 đã xong rồi các bạn. Rồi chuẩn bị ta xong đi, còn đi chỗ khác rồi các bạn. Nhớ đi chỗ khác rồi các bạn. Sẽ mình đi kiếm 70 60 các bạn. Cho các bạn mọi người cùng xem nha. Mất đi quay rồi. Rồi đang thấy chiếc 60 các bạn, cắt đang thả giạc các bạn. Bay các bạn, mọi người mình đi bay chiếc C60 cho các bạn mọi người cùng xem nha. Các bạn thấy cận cảnh những chiếc máy C60 đó chính là đời 2015, mình thấy mua nó về các bạn. Cắt lúa và trụ lóng giống là ST các bạn. Giống này hình như là giống ST các bạn, mình có thấy mình lúa vàng chín các bạn.
và đang cắt đang thả giạc các bạn. Rồi chào bạn mọi người nha, bữa nay sẵn cho thông báo xem nha, mình nhận thể loại áo dài chùa Colin cho các bạn mọi người cùng xem nha. Rồi xin tạm dừng kết thúc, hẹn gặp lại trong tuần sau nha.